Chào quý ông bà cô bác. Hôm nay mình đến dự lễ tang của cụ ông Võ Văn Đoan. Ông đã trừ trần vào lúc 5 giờ sáng ngày 12 tháng 5 2024, nhằm ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn. Ông hưởng thọ được 83 tuổi. Tuổi của ông là tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 1942. Quê quán của ông ở ấp Tân Quới 2, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn. Giờ đây dịch vụ mai táng tại hòm Út Tròn đến để sửa soạn trang trí cho kịp giờ để làm lễ nhập quan cho cụ ông. Đây, tại hòm Út Tròn chở hòm gương tới, nhân viên đến sửa soạn. Trước khi làm lễ nhập quan, gia đình có cúng tiền giảng một mâm, tiền thiền khai khẩn, hữu hiền khai cơ một mâm. Sau đó cúng một mâm cũ quyền thất tổ, nội ngoại đô bên là một mâm. Và một mâm cúng đất đai nhân trạch, thần hoàng bổn cảnh, chỗ ăn chỗ ở, chiến sĩ trận vong một mâm. Cúng xong rồi, đặng tới giờ làm lễ nhập quan. Lễ nhập quan của ông vào lúc 11 giờ ngày 5 tháng 4 âm lịch năm Canh Thìn. Trước khi làm lễ nhập quan, toàn thể trong con cháu trong gia đình xem mặt ông lần sau cuối để dịch vụ mai táng tại hòm Út Tròn, nhân viên để làm lễ nhập quan. Oh, yeah.
Đây con cháu xem mặt ông lần sau cuối đang làm để nhập quan quý vị. Rồi quýnh đi. Đã đến giờ làm lễ nhập quan. Lễ nhập quan ông xong. Khăn thì để trên mặt, áo để gần ngực, quần người để dưới, gối ôm để hai bên hông, mền thì đắp lại, đổ trà lên. Rồi đồ đạc của ông cụ cái gì đem theo bước đem ra giùm. Còn cháu xá dạ lại xá xá lại lại đứng dậy xá xá lại xá hai xá lại chơi xong người lặng dịch vụ mai táng tại hòm Út Tròn đậy nắp và trang trí làm lễ dựng giá làm lễ thành phục phát tang hai xá hai lại. Con cháu xá hai xá lại hai lại xá hai xá. Cái cổ cứng đơ rồi cũng không biết gì hết.
Có tấm vỏ vàng bạc, tấm vỏ vàng bạc. Lấy bằng thật.
vô luôn lại lên rồi đi. Ủa đồ này cháu nội. Cháu nội này. Thank you.
Thank you.